Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình chia sẻ với anh em một phần mềm chuyên để biên tập video miễn phí. Nhưng mà cái tính năng của nó thì vô cùng mạnh mẽ và nhiều hiệu ứng thời thượng và có cả công nghệ AI hỗ trợ trong phần mềm này. Và mình thấy nó đặc biệt là rất dễ sử dụng, phù hợp với lại anh em mà mới làm quen cái công việc biên tập theo vào YouTube. Cái phần mềm này mình thường xuyên sử dụng để biên tập video và hiện nay nó rất là đang phổ biến và rất là đang hot trong thời gian vừa qua và thường xuyên được cập nhật liên tục những bổ sung những tính năng mới. Đó là cái phần mềm biên tập video CapCut của công ty sở hữu TikTok. Cái phần mềm CapCut này có thể chạy, anh em có thể dùng chạy trực tiếp trên web online, trên mobile hoặc là trên máy tính, laptop. Thì hôm nay mình giới thiệu với anh em là bản dùng chạy trên laptop và cũng vừa được cập nhật phiên bản mới nhất của CapCut. Thì để cài đặt phần mềm CapCut vào máy tính thì anh em truy cập đơn giản thôi, truy cập vào cái trang capcut.com, sau đó anh em tải về cài đặt trên máy tính, sau đó là mình sẽ đăng nhập vào tài khoản bằng Google của mình. Thì mình sẽ khởi động phần mềm CapCut lên. Mình đã khởi động phần mềm CapCut lên, giao diện sử dụng tiếng Việt. Để bắt đầu dự án thì ta bấm vào dự án mới. Thì chúng ta để ý giao diện của CapCut thì có bốn khung hình chính. Khung hình thứ nhất này, đây là khung hình tất cả các cái dữ liệu nhập các đối tượng để làm video là nó nằm hết ở đây, và các đối tượng này toàn bộ tất cả các đối tượng ở trên đây, từ phương tiện các cái phương tiện đa phương tiện đấy, như là hình ảnh âm thanh này, các cái hiệu ứng này đấy, văn bản này, các cái nhãn dán này đấy, các phần mà chuyển tiếp này hay là bộ lọc làm đẹp này đấy, và bộ lọc và điều chỉnh như là của người dùng này, tất cả phần này sẽ được kéo xuống khu vực này, gọi là khu vực kéo xuống timeline. Thì tí mình xin sẽ giới thiệu nha. Và khu vực này là ở giữa đây là cái màn hình chúng ta xem trước, khu vực này là khu vực về các cái thuộc tính, mình sẽ giới thiệu hiện nay chưa chọn cái đối tượng nào. Thì thêm cái phần giao diện nữa anh em để ý là đối với CapCut thì để đối với anh em biên tập video để nó nhanh ấy, thì ngoài việc bấm các cái icon trên màn hình thì có phím tắt của CapCut ở đây đó. Đây các mình giới thiệu, đây là các phím tắt của CapCut mặc định này. Mặc định đây nó có 5 loại phím tắt, thì mặc định là phím tắt một mình làm quen được đó, là ví dụ như là tách hai clip ra này đấy, thì anh em xem trong này, tí nữa mình sẽ giới thiệu chi tiết sau. Đấy, phím tắt về chỗ xem trước trình phát này, đấy, phím tắt cơ bản như là có dán này, xóa này, phím tắt khác này, ok. Quay trở lại cái khung hình nhập liệu, thì để nhập các cái nguyên liệu để sản xuất video thì chúng ta sẽ cần nhập là video, hình ảnh, rồi âm thanh, âm nhạc, nhạc, giọng nói, ok. Sẽ mình để nhập các nguyên liệu vào thì chúng ta bấm vào phương tiện, bấm vào nhập. Sau khi mở thư mục thì ta chọn nguồn cần nhập vào. Ở cái ví dụ này ta chọn ba cái mẫu video, một hình và một file âm thanh. Ta bấm open, mở. Sau khi nhập thì các cái nguồn đã nằm trong cái khung hình của nhập vào phương tiện ở đây. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn là việc chọn chọn các đối tượng thì ta click trái chuột. Đó. Chọn nhiều đối tượng thì ta bấm giữ thêm phím Control. Ok. Đấy, ta chọn nhiều đối tượng. Vỏ thì ta bấm ra ngoài.
và để kéo các cái nguồn xuống thành tham lai ở dưới đây, thì chúng ta có đây có dấu cộng, ta bấm vào đây dấu cộng là nó xuống này. Đấy. Chúng ta kéo bấm phím trái chuột và giữ kéo xuống. Ok, xuống. Ok, bấm kéo xuống. Ok, xin thanh tham lai thì chúng ta cũng bấm giữ kéo dây chuột. Đấy. Để undo thì chúng ta việc trước chúng ta Ctrl Z. Ok, thì dưới thanh tham lai này chúng ta để ý khi chúng ta đã kéo các cái nguồn để biên tập video thì mỗi cái dòng trên này như là một cái lớp layer. Đấy. Ví dụ layer này, layer trên sẽ đè lên này layer dưới. Thì chúng ta có thể ẩn nó đi. Đấy. Hay là chúng ta khóa lại thì chúng ta không thể làm gì được. Đấy, chúng ta có thể tắt âm thanh. Đấy. Thì bây giờ mình giới thiệu việc là các cái công cụ ở trên timeline. Thì các tranh timeline chúng ta bấm chọn cũng như bình thường, kích chuột trái và chọn vào thôi. Chúng ta chọn nhiều thì chúng ta sẽ bấm thêm giữ Ctrl. Đấy. Hoặc là chúng ta quét bấm chuột giữ quét qua các đối tượng chúng ta chọn. Đấy, chúng ta chọn thì chúng ta đây sang này chúng ta có thể nhóm lại thành một nhóm. Đấy, nhóm lại thì chọn các đối tượng trên khung timeline thì chúng ta cũng kích chọn trái, chọn nhiều chúng ta giữ thêm phím Ctrl, hoặc là chúng ta có thể quét chuột chạy qua các đối tượng. Đấy, như để chọn được 3 đối tượng. Chúng ta để ý mỗi khi chúng ta bấm vào các đối tượng thì các đối tượng thì chúng ta để ý cái khung khung hình về số tính sẽ hiện lên thông số để chúng ta có thể điều chỉnh. Và với mỗi loại đối tượng sẽ có những cái thông số phù hợp. Đấy. Đầu tiên với các cái với đối tượng là đây là hình ảnh. Đấy. Thì kéo clip chúng ta bấm chọn đối tượng. Đây là đối tượng hình ảnh chúng ta kéo. Ok, đó. Như vậy chúng ta kéo là đối tượng với hình ảnh. Với video thì chúng ta chỉ có cắt ngắn đây thôi. Đấy, chúng ta cắt ngắn đi đây. Đó. Vị trí kim thời gian này chúng ta bấm chuột lên đâu là kim thời gian nó sẽ di chuyển đến đó. Bấm ra ngoài. Bấm vào đối tượng là chọn đối tượng. Với thanh timeline chúng ta có thể di chuyển bằng kéo giữ ở đây, thanh cuốn. Chúng ta có thể zoom, thu nhỏ, phóng to, thu nhỏ. Hoặc thu nhỏ vừa với chiều dài thành timeline. Đó. Bây giờ để tách clip này ra làm hai thì chúng ta bấm vị trí tách. Vị trí mình tách trên này là con nút tách. Chúng ta có thể bấm tắt Ctrl B hoặc bấm tách. Như vậy chúng ta đã tách. Để xóa thì chúng ta bấm chọn cái clip cái đoạn mà chúng ta cần xóa. Chúng ta sẽ bấm nút delete, nút backspace, hoặc là chúng ta bấm vào nút thùng rác đây là nó sẽ xóa. Đó, ok. Thế, trường hợp trên thanh timeline nó cho phép cho chúng ta nữa là chọn clip này. Tôi đặt kẻ vị trí kim thời gian này. Đấy, chúng ta chọn xóa nhanh về bên trái đây. Chúng ta là Q. Bấm nút này đây. Đấy, nó xóa cho ta. Tương tự nó sẽ có xóa bên phải clip. Bên phải của kim thời gian của clip phím V kép chúng ta chúng ta bấm đây nó xóa cho chúng ta. Trên timeline với video nó có những cái nút dừng hình
Đấy, chúng ta di chuyển kim, thời gian và vị trí mình cần dừng hình thì chúng ta bấm vào nút dừng hình. Dừng hình phần mềm nó sẽ tạo cho chúng ta là một đoạn hình ảnh dừng lại là 3 giây. Đấy, chúng ta bấm vào đây để nó hiện ra là 3 giây. Đấy, dừng lại, lấy trích theo cái ảnh trong cái đoạn clip. Ở trên thanh timeline có nút nữa là nút này là nút đảo ngược, tức là tua lại video. Để nhìn rõ thì ta chọn sang clip chạy đây. Đấy, đây là đang chạy xuôi. Đấy, nếu chúng ta chọn đây và bấm nút đảo ngược nó sẽ chạy ngược lại. Chờ xử lý. Đấy, như vậy là video của mình đã chạy đảo ngược. Và muốn quay lại thì chúng ta lại bấm đảo ngược một lần nữa. Nó sẽ quay lại. Và trên thanh các nút thanh tóm lại có nút xoay, à đây là xoay 9 độ, xoay cái video của mình đó, xoay 9 độ. Và nút nữa là nút cắt, à cắt, tức là chúng ta cắt một cái ô nào đó ở trong video của mình để đó cho chúng ta khung hình là cắt, cắt một phần của video ta xác nhận đó. Muốn quay trở lại thì chúng ta có thể Ctrl Z hoặc là ta đặt lại nó sẽ quay trở lại, xác nhận. Ok, bây giờ mình muốn bây giờ trong cái trách này, trong cái layer này có 3 cái đoạn clip, bây giờ mình muốn ghép lại thì chúng ta chọn 3 clip, ta có nút là tạo clip ghép, tạo clip ghép, phím on G, nhóm lại với nhau thì là Ctrl G. Đấy, như vậy chúng ta đã tạo thành một cái clip liền nhau, không phải 3 clip lẻ nữa. Đấy, quay lại thì chúng ta lại Ctrl Z. Trên thanh tham ai thì còn cái công cụ này nữa là ghi âm. Đấy, chúng ta để ghi âm trực tiếp trong video này, chúng ta chọn vào đây, bấm vào đây là sẽ ghi âm chúng ta lòng tiếng. Trên tham ai cũng có tính năng là đây, tính năng hút vào đoạn chính, à nó sẽ tự động hút vào đoạn chính. Bây giờ chúng ta tắt đây thì nó như thế nào? Đấy, như vậy bây giờ mình tắt đi thì nó sẽ không tự động dính vào các đoạn chính như vào đây, mình bấm vào đây nó sẽ tự động. Đấy, nút bên cạnh là tính năng về tự động gắn, tức là nó sẽ căn vị trí của clip này vào cái vị trí đầu và kết thúc của cái clip khác. Mình tắt đi thì nó sẽ không căn nữa. Đấy, mình bật lên nó sẽ căn cho mình. Đấy, đấy có chỉ màu xanh ấy. Đấy, ở đây là tắt liên kết, cái này phần liên kết. Để tắt cái trục xem xiếc S. Okay, đây là nút thu phóng vừa khít với timeline để giới thiệu với các bạn. Đó, như vậy là mình đã giới thiệu hết cái phần các cái tính năng chính của cái phần khung timeline. Thì bây giờ mình chuyển sang các cái thuộc tính về video. Thì mỗi khi ta bấm vào đối tượng thì các thuộc tính nó sẽ hiện ở trên đây, ở trên cái khung thuộc tính. Thì chúng ta để ý với video có đối tượng video đây thì có tab cơ bản này. Thứ nhất là cái vị trí và kích thước. Đấy, vị trí kích thước chúng ta có thể điều chỉnh. Đấy, bây giờ mình muốn điều chỉnh cái đây, cho nó vừa, mình điều chỉnh cái clip này vào trong cái màn hình máy tính vừa màn hình. Ok. Đấy, như vậy nó đã thay đổi về tỷ lệ, đấy, tỷ lệ và vị trí, đấy, vị trí XY đấy, và góc xoay, ta xoay tỷ, đấy, ok. Và hòa trộn, hòa trộn có nghĩa là nó sẽ đây mình có hai tầng, hai lớp, ba lớp thì có nguyên tắc là các layer trên sẽ để layer dưới. Đấy, mình có hòa trộn đây là bình thường. Đấy, mình có thể chọn các chế độ khác nhau.
Đấy. Thì mình và có thể làm độ mờ của video đấy, nó mờ đi mất luôn đấy. Và tính năng ổn định hình ảnh, nếu trong trường hợp mà camera mình bị rung thì nó sẽ giảm rung cho mình. Và một số cái tính năng cho phần nâng cao, thì các tính năng nâng cao này thì là anh em phải đăng ký bản quyền mua thì mới sử dụng được. Nếu không thì khi mà xuất ra cái bản miễn phí sẽ không cho mình xuất ra. Thế thôi. Tiếp theo các thuộc tính mình của video mình giới thiệu với các bạn, đó là phần cắt ảnh. Thế cắt ảnh là gì? Cắt ảnh có nghĩa là mình cắt cái đục cái phần nền của nó. Đấy, trong trường hợp cái video của mình có chứa người à, người à. Đây. Thì cắt ảnh nó có hai tình huống, cắt có phông xanh và cắt không có phông xanh. Đây, mình đưa kim về đây, mình chọn đây. Ví dụ trong trường hợp này mình muốn đục cái nền này, đục thủng cái nền này, bỏ cái nền phông xanh đằng sau đi. Thì chúng ta bấm vào phông xanh. Chúng ta bấm vào cái hình cái bút đây, chọn màu. Đấy, nó hiện ra, chọn màu. Chúng ta bấm vào đây, bấm vào màu xanh. Nó tăng cường độ lên. Đấy, như vậy là mình đã đục được phông xanh. Đấy, thế thôi. Đã đục được. Ok, trong trường hợp clip không có phông xanh thì phần mềm cũng đã có công cụ AI là tự động cắt ảnh. Đây, chúng ta bấm chọn, chúng ta chọn vào tự động cắt ảnh. Chờ phần mềm xử lý. Đấy, như vậy phần mềm đã xử lý xong. Thật tuyệt vời. Để quay lại thì chúng ta bấm đấy, kích vào nó lại bỏ lại. Ok. Ok, trên thanh timeline. Để xem chiếc video chúng ta cho chạy thì chúng ta bấm nút backspace màu trắng đấy, nó chạy. Bấm backspace nữa nó sẽ dừng. Hoặc là chúng ta lại bấm vào đây. Trên đây. Để zoom cái màn hình trên này chúng ta đây. Preview chưa? Ok, mình giới thiệu nhanh cái phần khung hình. Muốn xem chúng ta bấm vào nút play ở đây. Dừng lại. Đấy, chúng ta có thể xem trước. Chúng ta thu phóng ở đây. Thu phóng màn hình xem trước ở đây. Tỷ lệ khung hình cho video. Nằm ngang ở đây 16:9 này. Cho video short, cho mobile chúng ta chọn 9:16 này. Đây mình dùng 10, nằm ngang. 69. Ok. Ở đây là nút chúng ta quay ra xem chế độ full màn hình. Tiếp tục thuộc tính của video. Chúng ta sang phần mặt nạ. Chúng ta chọn mặt nạ. Đấy. Mặt nạ có nghĩa là chúng ta sẽ cắt cái hình. Cắt cái một phần video theo cái khung hình đã cho trước, một phần mềm. Để xem chúng ta sẽ thử. Đó. Đó là thuộc tính mặt nạ. Tiếp theo mình giới thiệu thuộc tính thẩm mỹ. Trong video có mặt thì chúng ta bấm vào mặt, phần mềm sẽ tự động nhận diện cái khuôn mặt đấy. Ta điều chỉnh các thuộc tính đấy. Chuyên chu bùng sáng này, nếu có răng chúng ta chỉnh ở đây. Khóe miệng này, xóa thâm khuôn mắt này. Điều chỉnh da thì chỉ cho phần bản đăng ký. Chỉ muốn ra chúng ta không chỉnh được ở bản miễn phí. Đấy, trang điểm này, đấy. Mặt, mắt, môi, mũi, đấy. Hình dáng, lông mày, đấy. Đường kính. Trang điểm này. Đấy, để điều chỉnh cơ thể này. Con chân, thon thả, eo, ép nhiều, tính. Tiếp theo mình nói đến về tính về tốc độ. Đấy, chúng ta điều chỉnh tốc độ video. Đấy. Tăng gấp đôi thì thời gian của video, của clip nó sẽ giảm đi. Đấy. Tiếp theo cái thuộc tính của video mình sang hiệu ứng động. Hiệu ứng động có hiệu ứng vào, ra. Đây tất cả các hiệu ứng này có sẵn trong phần mềm. Đấy, chúng ta sử dụng hiệu ứng kết hợp có nghĩa là đoạn vào video và đoạn ra video. Đấy, chẳng hạn ví dụ người ta dùng trượt sóng. Đấy, kết hợp.
Đấy, nó vào đấy. Đây, đoạn ra này. Đấy. Ok. Tiếp tục mình giới thiệu anh em thuộc tính của video là phần điều chỉnh. Phần điều chỉnh này là cho phép anh em ta điều chỉnh về ánh sáng và màu sắc. Anh em nào am hiểu thì có thể sử dụng được cái phần này. Đấy. Anh em có thể tải các cái bản nút màu hoặc điều chỉnh màu có sẵn cho các phim. Đấy. Anh em để vào phần này anh em lên trên mạng để tải về được. Cái này mình không có nút màu thì chúng ta sẽ tự điều chỉnh. Đấy. Ví dụ như độ màu này. Đấy, tăng nhiệt độ lên này, tăng màu này. Đấy. Chúng ta thấy miệng nó nào thấy ưu ý đẹp thì chúng ta sẽ sử dụng được. Tăng sáng lên này. Đấy. Tăng sáng này, tương phản này. Vùng sáng này. Vùng sáng này, bóng này. Đấy. Yếu sáng làm sắc nét này. Hạt nhỏ này, nằm mờ này. Chúng ta nằm mờ video đi này. Đấy. Viền mờ này. Mờ ra đẹp không? Ok. Như vậy là mình cơ bản đã xong cái phần điều chỉnh về video. Cũng như là các cái thuộc tính của nó liên quan mình đã giới thiệu hết anh em. Tiếp theo là phần âm thanh. Đây, phần mềm có sẵn phần kho âm nhạc. Đấy, kho nhạc. Thì mình nghĩ rằng là cái phần kho nhạc này chỉ dùng cho TikTok thôi. Còn dùng phần sang cái phần khác là có thể vi phạm bản quyền. Anh em lưu ý. Và một kho về các hiệu ứng. Đấy. Ta phải chọn kéo xuống thanh timeline, tải và kéo xuống có thể chuyển trích âm thanh từ video. Đấy. Thì để kéo âm thanh xuống thì ta cũng sử dụng cái âm thanh mà mình sản xuất, ta kéo thôi, như kéo video. Về cắt dán co kéo thì file âm thanh cũng như là file video. Đây, chúng ta có lại. Như bình thường. Ok. Ta bấm vào đây. Thì thuộc tính của âm thanh sẽ hiện lên. Đây, có thể tăng giảm âm lượng này. Đấy. Đây, phần rõ dần. Tức là nó bắt đầu vào video, âm thanh sẽ tăng từ 0. Thì nếu chúng ta kéo thanh này đi. 3 giây nhỉ. Đó. Mở dần. Khi cuối clip nó sẽ giảm về 0, từ 100% về 0. Đấy, anh em nhìn trên cái phần thay đổi về âm lượng đoạn đầu đoạn cuối sẽ rõ ở đây. Ok, anh em nghe thử. Tiếp theo là phần tác để thay đổi giọng nói. Ở đây mình nhạc thì không, giọng đọc thì mình có thể thay đổi được. Tiếp nữa là phần thuộc tính về tốc độ thanh cũng như là video thôi, tăng lên. Đấy, sẽ giảm thời gian chạy này. Ok. Thế thôi, phần âm thanh như thế. Tiếp theo mình giới thiệu anh em về phần văn bản. Về phần mềm cũng có rất nhiều các hệ ứng và các mẫu văn bản có sẵn ở đây. Để thêm văn bản thì chúng ta kéo xuống. Hay sao là chúng ta các cái nguồn vào ở trên cái khung này thì chúng ta kéo xuống. Đấy, chẳng hạn. Chúng ta thay đổi nội dung đây. Chúng ta kéo vị trí về đây. Chúng ta có thể chọn kiểu đây. Kiểu văn bản. Cỡ phông chữ ở đây. Đấy. Vị trí kích thước tỷ lệ chúng ta thu phóng thoải mái. Hòa trộn với các lớp bên dưới. Tô viền được không? Không nên rực sáng các thứ. Để hiệu ứng. Đấy, chúng ta có hiệu ứng phân tích. Bóng bóng hay không. Đấy, thì theo mình. Nó có sẵn. Hay các hiệu ứng phân tích. Hiệu ứng chạy tích. Đấy. Và nó có hiệu ứng về động. Phân tích. Đấy. Đấy, hiệu ứng sợ trái. Thế. Thì cũng đang bám, có thể di chuyển theo đối tượng chạy. Và chúng ta có thể chuyển cái văn bản này sang giọng nói. Và chúng ta có thể copy bình thường.
thư giãn bình thường. Đấy, rồi cũng đã thay đổi. Tiếp theo theo phần nhãn dán, tam nhãn dán, các bạn vào đây. Phần mềm cũng chứa cả một thư viện về nhãn dán rất nhiều, ta có thể chọn. Đây, ta có thể thay đổi kích thước này, vị trí này, trí ở đây vị trí ban đầu. Thì mình giới thiệu luôn anh em về tính năng keyframe để mà có thể làm cho vật thể nó di chuyển từ đầu đến cuối video. Đấy, kéo thời gian dài ra. Ok, giờ mình sẽ giới thiệu anh em tính năng về keyframe để làm cho các đối tượng này là chuyển động từ đầu đến cuối video. Để làm được thì đầu tiên chúng ta bấm này, chúng ta để ý cái hình con thoi đây. Đấy, thì để đây ý được thì ở vị trí của nó, đầu video nó ở đây. Thì ta thấy ok, vị trí đầu tiên này chúng ta bấm vào đây, thêm khung hình chính. Đấy, nó xuất hiện cái hình thoi ở trên cái đối tượng ở trên thanh timeline này. Tiếp theo ví dụ đến giữa video thì thế nào? Đấy, giữa video thì ta lại di chuyển đối tượng ra đây. Đấy, ta tăng thay đổi kích thước lên tí chút. Đấy, để có thấy sự thay đổi. Ok, chúng ta bấm vào thêm vị trí kích thước keyframe. Đấy, là thêm. Tiếp theo vị trí cuối video. Tiếp theo vị trí cuối video. Chúng ta thay đổi đối tượng, kích thước đối tượng và vị trí. Chúng ta cũng bấm keyframe. Ta xem thử. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn anh em việc sử dụng keyframe để tạo ra cái đối tượng có thể chuyển động trong video. Và đối với nhãn dán cũng có hiệu ứng động, ta thêm đây anh em sử dụng. Và hiệu ứng đang bám có nghĩa là nó sẽ bám theo một cái vật thể chuyển động, ví dụ ô tô hay là người chạy chẳng hạn. Em có thể cho cái đối tượng này nó chạy theo, khi đó anh em sử dụng cái đối tượng đang bám. Đấy, với đang thuộc tính đang bám thì nó theo hướng này, cả hai xuôi hay ngược. Đấy, theo dõi đối tượng đang bám và khoảng cách. Đấy, nó sẽ có thể thay đổi. Khi mà đối tượng đang bám nó nhỏ đi thì nó cũng nhỏ theo. Ok, tiếp theo thì mình giới thiệu tiếp anh em cái phần là hiệu ứng. Đây, ta bấm vào tab hiệu ứng thì phần mềm cũng có rất cảm thư viện về các loại hiệu ứng. Đấy, rất nhiều. Chúng ta sử dụng thử cái hiệu ứng này. Đấy, muốn sử dụng thì chúng ta cũng kéo xuống thôi. Đấy, cũng chỉnh cái thời gian cái hiệu ứng. Đấy, chúng ta xem. Ok, đó là hiệu ứng. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu anh em về cái tab chuyển tiếp. Phần chuyển tiếp tức là các đoạn video clip ngắn chúng ta chèn vào giữa hai clip để tạo ra việc chuyển cảnh nó uyển chuyển, chuyên nghiệp và không bị giật cục. Thì trong cái phần video chuyển tiếp này thì phần mềm cũng có rất nhiều. Đây, rất nhiều cái thư viện có sẵn anh em chỉ việc sử dụng thôi. Ví dụ mình sử dụng phần trình chiếu này, lật trang này,
Đấy, muốn sử dụng thì chúng ta kéo xuống thôi, kéo vào giữa hai clip. Ok, sau đó ta chỉnh cái thời lượng chuyển cảnh. Ví dụ đây là 2 giây nhỉ. Đấy. Ta xem thử. Đó, nó mềm mại hơn nhiều. Ok. Tam nữa trên khung nhập liệu nữa, đó là phần bộ lọc. Phần bộ lọc tức là để điều chỉnh ánh sáng và màu sắc. Phần mềm cũng có sẵn rất nhiều các bộ lọc cho tùy thể loại phim, video. Anh em vào đây. Ví dụ mình dùng thử mình cũng kéo xuống. Đấy. Đây mình sẽ so sánh không có bộ lọc này và có bộ lọc này. Đấy. Đây là không có bộ lọc. Đây là có bộ lọc. Và cái phần cuối là cái phần tab để điều chỉnh. Cái điều chỉnh này nó cũng là cái giống như cái phần bộ lọc, như đây bộ lọc do người dùng tạo ra, hoặc là anh em có thể lên mạng tải về dạng cái file root chỉnh màu. Đấy. Nó cũng giống như các phần mềm khác và dùng chung cả Photoshop và thứ đấy. Đây, đây là bộ root mình đã tải trên mạng về, mình đã bổ sung vào đây. Thì anh em muốn bổ sung thì anh em nhập vào thôi nhé. Sau khi tải về máy anh em chuyển vào đây là được. Ok, như thế là cơ bản mình đã giới thiệu gần như là hết các cái tính năng của CapCut để dùng để biên tập video. Và mình thấy sau khi mình anh em thấy kết quả ok rồi thì chúng ta đến thời giờ là mình xuất. Ví dụ mình xuất cả video thì mình bấm vào đây. Ok, ta bấm nút xuất thôi. Ở đây chúng ta đặt tên. Đặt tên file xuất ra. Ở thư mục ở đâu này. Độ phân giải này. Mình chọn Full HD này. Tốc độ này. Mình chọn đường đề xuất đây. Bộ mã hóa mình dùng H.264 là phổ biến cho các cái phần mềm khác nó đọc được. Định dạng thì với miễn phí chúng ta dùng hai định dạng MP4 và MOV. Thì để khung hình dùng 30 khung hình trên dây. Đấy. Có tùy chọn có xuất âm thanh hay không. Đấy, trường hợp mình xuất thêm đồ âm thanh. Đấy, mình không. Đấy, sau đó mình bấm xuất. Và nó cũng cho ta biết là ví dụ kích cỡ khoảng bao nhiêu, thời lượng bao nhiêu. Đấy. Ta bấm xuất. Ok. Như vậy mình đã hoàn thành việc chia sẻ, việc hướng dẫn anh em sử dụng cái CapCut để mà biên tập video cách nhanh nhất và dễ nhất. Có comment ý kiến gì thì cũng phản hồi cho mình. Và thấy hữu ích thì anh em like, đăng ký kênh ủng hộ mình để mình tiếp tục ra video khác cho anh em. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh em.